phật tử tất cả chư phật là tạng sinh ra căn lành thanh tịnh khiến cho các chúng sinh ở trong phật pháp sinh ra tin hiểu thanh tịnh các căn điều phục vĩnh viễn lìa thế gian khiến cho các bồ tát nơi đạo bồ đề đủ trí huệ quang minh chẳng do người khác mà ngộ được hoặc hiện niết bàn mà làm phật sự hoặc hiện thế gian thảy đều vô thường mà làm phật sự hoặc nói thân Phật mà làm Phật sự, hoặc nói những việc làm thảy đều đã làm xong mà làm Phật sự, hoặc nói công đức viên mãn không thiếu mà làm Phật sự, hoặc nói dứt hẳn nguồn gốc, các cõi mà làm Phật sự, hoặc khiến cho chúng sinh nhàm lìa thế gian tùy thuận tâm Phật mà làm Phật sự hoặc nói thọ mạng cuối cùng trở về hết mà làm Phật sự, hoặc nói thế gian không có một vật gì đáng ưa thích mà làm Phật sự, hoặc vì họ tuyên nói hết thủa vị lai cúng dường chư Phật mà làm Phật sự, hoặc nói chư Phật chuyển bánh xe Pháp thanh tịnh, khiến cho họ được nghe sinh đại hoan hỷ mà làm Phật sự, hoặc vì họ tuyên nói cảnh giới của chư phật khiến cho họ phát tâm tu các hạnh mà làm phật sự hoặc vì họ tuyên nói niệm phật tam muội khiến cho họ phát tâm thường thích thấy phật mà làm phật sự hoặc vì họ tuyên nói các căn thanh tịnh siêng cầu phật đạo tâm không giải đãi thối truyền mà làm phật sự hoặc đến tất cả cõi nước chư phật quán các cảnh giới đủ thứ nhân duyên mà làm phật sự hoặc nhiếp tất cả thân của chúng sinh đều làm thân phật khiến cho các chúng sinh giải đãi phóng giật đều trụ nơi giới cấm thanh tịnh của như lai mà làm phật sự đó là phật sự rộng lớn thứ chín phật tử tất cả chư phật khi vào niết bàn vô lượng chúng sinh khóc lóc rơi lệ sinh đại yêu não nhìn nhau mà nói rằng như lai thế tôn có đại từ bi thương xót lợi ích tất cả thế gian làm nơi cứu hộ làm chỗ trở về cho các chúng sinh như lai xuất hiện khó có thể gặp được ruộng phước điền vô thượng mà nay diệt hẳn tức dùng như vậy khiến cho các chúng sinh bi ai thương tiếc mà làm phật sự lại vì hóa độ tất cả chư thiên, loài người, dòng thần dạ xoa, càn thác bà A-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người chẳng phải người. Tùy theo sự ưa muốn của họ, tự làm nát vụn thân mình để làm vô lượng vô số xá lợi không thả nghĩ bàn, khiến cho các chúng sinh khởi tâm tin thanh tịnh, cung kính tôn trọng, hoan hỷ, cúng dường, tu các công đức đầy đủ biên mãn, lại xây dựng tháp đủ thứ sự nghiêm sức ở trong các cung trời, cung rồng, cung dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, người chẳng phải người, dùng làm cúng giường, răng móng tóc, đều xây dựng tháp để thờ, khiến cho người thấy được, thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tin ưa không luống qua, thành kính tôn trọng ở nơi nào cũng đều bố thí cúng dường tu các công đức, vì nhờ phước đó hoặc được sinh về cõi trời, hoặc sinh nhân gian chủng tộc tôn quý, tài sản đầy đủ, hết thảy quyến thuộc đều thanh tịnh không đọa vào đường ác, thường sinh vào đường lành, luôn được gặp Phật, đủ các pháp trắng. Ở trong ba cõi sớm được thoát khỏi đều tùy theo nguyện lực đắc được tự thừa quả ở chỗ như lai tri ân báo ân vĩnh viễn làm chỗ nương tựa cho thế gian